Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải nè mọi người. Và ở video này thì Khải sẽ làm một video đang bán cái nón nha mọi người. Nón này thì hôm trước Khải có tranh ra, điều là Khải không có sao cho anh em xem. Anh em ơi, một cái nón khăn hóa 25 trong 10, sinh lực lộng sinh khí 12. Cái nón này thực sự là quá đẹp. Nếu như lên sẽ đồng bàn cũng như là sẽ thiệp cốt, cũng như là đặc biệt ở đây là thiên vương bang. Thiên bang mà đi hướng áo kim và dây chuyền kim, thì thực sự cái nón này quá bên nhà thiên bang luôn. Phải bán với giá 1 triệu nha nè. Nếu mà tí con đi đâu cũng được. Đây nè, nó này nè. Trong 40 dòng 1. Rồi nội lực 145, sinh khí 12, sinh lực 119, kháng hóa 25. Phải bán cái nón này với giá 1 triệu nè mà. Tương đương 15 kim nha nè. Đó. Rồi, ok. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 15. Rồi. Ok. Đó, cái nón thực sự quá pin nè mà. Tại vì Khải có cái nón đẹp và Khải không có cần nón đó nè mà. Nón Khải thì Khải chỉ mang cái nón phòng thủ 25 520 cũng là chanh ra luôn đó. Hôm trước được cái đai lưng đôi giày này 15-40. Đai lưng là 19-20 đặt móc 80 trọng nè. Thì bằng xếp hiệp cốt nha nè. Sẽ đồ Khải bằng xếp hiệp cốt. Bao tay 13-40 chón và nhẫn 15 phấn họ chón đó. Thì bằng xếp hiệp cốt nè. Ok. Video này thực sự là làm với cho anh em xem là Khải bán cái nón với giá 1 triệu đó. Nhiều anh em không biết là cái chơi xe này không thì nhiều khi không tin. Nhưng mà đó, thực sự đó nè, 15 cục kim. Một kim khoảng tầm 65.000. Thì khoảng 1 triệu đó nè. Rồi, ok, cảm ơn em đã theo dõi video. Đừng quên để lại cho Khải một like, xem hồ chơi video anh em ơi. Và nếu như cho anh ra những món đồ nào đẹp đẹp, cũng như là bán món đồ nào đẹp đẹp thì Khải sẽ lưu lại video và cho anh em xem khoảng khách đó và cũng như là giá trị của mấy chủ này đồ đạc ra sao nha nè. Rồi, ok, cảm ơn em rất nhiều và trang chủ game công thành chiến sư .net viết liền không dấu về mấy chỗ này là mấy chỗ S8 Phật Sơn ký sử như nào đó. Mấy chỗ này đã được hoạt động hơn 6 tháng rồi nè. Rồi, bye bye.